Hôm nay có dịp về thăm lại quê thôn Cao Lãm, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ, rồi bây giờ thuộc về Hà Nội. Đó, bây giờ cũng là Hà Nội. Đây là một cái hồ hay một cái ao thả cá ở trước đình làng. Trông cảnh rất đẹp và rất nên thơ. Đấy, cháu về ăn cưới à hay là về việc gì đấy? Chính xác rồi. Đây là đình làng, có mốc là 1000 năm 1726 là cái mốc năm xa nhất, và chắc là các cái mốc tu tạo lại. Gần nhất là năm 2000, 1999 năm 2000. Về quê là phải ngắm quê lại tí. Đình làng. Và bên cạnh đình làng là có một cái giếng quê từ thời ngày xưa. Đấy, bây giờ ta sẽ ra ngắm cái giếng quê. Đây là một cái giếng này cũng cổ kính, cũng có lịch sử cũng vài trăm năm. Hiện nay cái giếng này thì cũng chỉ để lại mang tính di tích thôi, chứ còn dân làng cũng không dùng cái giếng này, kể cả để ngày xưa, thời ngày xưa thì dùng, cả làng sẽ dùng cái giếng này để lấy nước ăn. Thế còn các gia đình thì cũng có thể là dùng thêm cái phần nước mưa ở các cái bể chứa. Cái này là không có dùng để tắm giặt, nhưng bây giờ thì kể cả cái việc lấy nước hay là tắm giặt cũng không ai dùng, mà có tính chất chỉ để lại, nó mang tính chất lịch sử.